Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện một cái bài speed test giữa một cái sản phẩm mà nó đang có mức giá tới gần 15 triệu đồng, cái chiếc Galaxy S8 phiên bản chính hãng nha. Còn đối với chiếc SE này thì là máy nóc đang có mức giá rất là rẻ, chỉ từ 3,5 triệu đồng, hơn 3,5 triệu đồng, khoảng 3 triệu 6 là các bạn đã có một chiếc iPhone SE nóc tại Hùng Mobile rồi. Mức giá cực kỳ là hấp dẫn luôn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện bài speed test giữa hai cái sản phẩm này xem đâu mới là cái sản phẩm giành chiến thắng nha. Ok, sẽ cùng thực hiện những cái ứng dụng rất là cơ bản như là YouTube này. À quên, mình đã vừa khởi động được cả chiếc máy và không ứng dụng được chạy ngầm nha. Em có thể xem lại. Cái chiếc S8 này thì mình cũng đã thiết lập nó về cái màn hình HD rồi. À quên, Full HD. Ok, chúng ta sẽ cùng với lại Facebook nào. À bên này có vẻ lên trước một chút thôi. Với Messenger. Cái này do mình chưa kích. Ok, sorry các bạn. Cái này bỏ qua nha. Đối với Instagram thì sao? Bên này vẫn lên trước một chút. Vào YouTube nào. Cùng cho nó chạy một cái đi. Chúng ta sẽ cùng đến với những cái tựa game đầu tiên, đó chính là Liên Quân Mobile. Một chút về hai chiếc máy, chiếc S8 thì các bạn không còn nạ gì nữa rồi, mình không nói nữa. Còn đối với chiếc iPhone SE này thì hiện tại Mobile vừa mới có hàng. Và đây là những chiếc máy còn nguyên bản và là những chiếc iPhone SE Knox bản 16GB, mức giá cực kỳ rẻ luôn. Có thể nói là rẻ nhất thị trường và bên mình tặng rất nhiều quà tặng cho các bạn luôn. Cực kỳ hấp dẫn đối với sản phẩm iPhone SE này, chỉ khoảng hơn 3,5 triệu đồng mà thôi. Rất hấp dẫn. Đó, đối với cái tựa game này thì cái chiếc SE nó lại vào trước. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với tựa game tiếp theo, đó là Advance Extreme. Hiện tại thì đối với iPhone SE này thì bên mình đang có giá có thể khẳng định rằng tốt nhất thị trường. Ngoài ra thì bên mình cũng tặng kèm đầy đủ SIM ghép 4G, rồi sạc cáp tai nghe, rồi cả gậy chụp ảnh, rồi cả gói bảo hành vàng bên mình sẽ tặng luôn khi mua máy với giá mặc định niêm yết nha, chứ không phải mua thêm. Đây là những cái gói quà tặng nó cực kỳ hấp dẫn đối với sản phẩm iPhone SE Knox bên mình. Đó, ở cái tựa game này thì cái chiếc S8 nó lại vào trước. Và cùng đợi cái chiếc SE nó vào. Ok. Và chúng ta sẽ cùng đến với tựa game tiếp theo, đó là Dragon Hunter 5. Đây là một tựa game cũng rất là nặng. Lên tới 2,05GB đó, rất là nặng. Đó, cái những cái tựa game của GameSlot thì đối với Samsung nó cái chuyển cảnh rất là lâu luôn. iPhone chỉ kích vào phát là vào ngay. Mặc dù cái chiếc SE này thì đương nhiên là cấu hình của nó sẽ là tương đương với cấu hình của chiếc iPhone 6S. Cực kỳ là bá đạo với cái sản phẩm iPhone SE này luôn. Mà thực sự bạn nào đang cần một sản phẩm có hiệu năng cực tốt trong cái dáng vẻ của một cái sản phẩm nhỏ bé thì các bạn có thể chọn được cho cái sản phẩm iPhone SE này. Các bạn có thể thấy rằng nó cũng đã vào rồi, rất là nhanh. Đó, vào trước cái sản phẩm này cũng khá lâu. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với tựa game tiếp theo, đó là Mortal Kombat X. Đây toàn là những game phải gọi là siêu nặng. Tam tam tam. Đó, các bạn có thấy là chuyển cảnh của iOS này. Đây là S8 nhá, sản phẩm đình đám nhất năm nay của Samsung. Đương nhiên là vẫn chưa đình đám bằng Note 8, tuy nhiên S8 cũng là một cái sản phẩm mà nó có hiệu năng cũng rất là bá đạo rồi, nó chỉ thua về RAM ở trên chiếc Note 8 mà thôi. Chứ thực tế thì S8 cũng không thua về chip. Đó, các bạn có thấy rằng bên này nó đã vào rồi, rất là nhanh luôn. Đó, đã vào đến phần demo game rồi. Bên này mới bắt đầu loát này. Các bạn có thấy được sức mạnh của con chip Apple A9, nó thực sự rất bá đạo luôn. Và bây giờ không biết con chip A11 Bionic ở trên cái chiếc iPhone 8 với chiếc iPhone 10 thì nó còn kinh khủng như thế nào. Đó, bên này đã có thể cho các bạn chơi rồi. Bên này vẫn còn đang đợi loát, thời gian khá là lâu. Đợi một lúc nữa chiếc S8 nó loát vào xong rồi chúng ta sẽ cùng bắt đầu sang những tựa game khác nữa. Đó, bây giờ bắt đầu quay nè. Đó, iPhone SE nha, hàng bên mình thì cực kỳ đẹp luôn. Ok, cho các bạn ngắm một chút trước khi cái chiếc S8 này nó vào. Lâu quá. Đó, bây giờ nó mới vào nào. Ok, chúng ta sẽ để đây và sẽ tiếp tục với những tựa game tiếp theo. Temple Run đi. Những cái tựa game nhẹ nhàng như này thì chỉ để chúng ta đa nhiệm mà thôi. Bắt đầu láo loát rồi, rất là nhanh với cái chiếc iPhone SE này. Ồ, nhưng mà tựa game này thì đối với chiếc S8 thì nó lại vào trước rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với tựa game cuối cùng, đó là Damwon Today 2. Có nhiều cách để chết. Ok, bên này cũng đã vào rồi, rất là nhanh. Và ngay sau đó thì bên này cũng vào luôn thôi.
Ok, và chúng ta sẽ cùng nhìn qua một chút cái điểm AnTuTu benchmark ở trên cả hai cái thiết bị này. Thì đây, đối với điểm benchmark thì cái chiếc S8 nó cao hơn khá là nhiều. Tuy nhiên thì nó cũng không nói đến quá nhiều điều ở cái điểm 3D và điểm cái điểm 3D thì cao hơn rõ rệt này. Tuy nhiên cái điểm CPU các bạn thấy là cái chiếc iPhone SE của chúng ta lại cao hơn với 41.000 điểm so với 38.000 điểm ở đây. Đó. Khá là bất ngờ đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại trình đa nhiệm của cả hai máy nhá. Chúng ta sẽ cùng đến với Temple Run đi. Đó, vẫn còn, cả hai vẫn còn. Chắc là cái tựa game Dumb Way to Die 2 này nó sẽ bị lỗi cái gì đó. Chúng ta sẽ cùng đến với Mortal Kombat nào. Cả hai đều còn. Tiếp đến Dragon Hunter 4 thì cả hai cũng đều còn cả. Tiếp đến là với Asphalt Extreme nha. Lốt lại rồi. 2GB ở trên cái chiếc iPhone SE này nó vẫn rất là bá. Mình đã thường test rất là nhiều lần rồi và cái chiếc Galaxy S8 của chúng ta thì lần nào cũng thua về đa nhiệm. Khá là bất ngờ luôn. Và chúng ta sẽ đến với tựa game cuối cùng là Liên Quân. Vẫn còn luôn. Các bạn đã thấy 2GB ở trên iPhone nó bá như thế nào chưa ạ? Chúng ta sẽ cùng đến với YouTube nha. Đây cũng vẫn còn luôn à. À bên này cũng vẫn còn. Ồ, rất là vi diệu nha. Instagram. Cả hai đều còn. Cái này còn chứ không phải nói lại đâu các bạn ạ. Messenger cũng vẫn còn đó. Do cái chuyển cảnh bên này thôi chứ không phải nó bị nó lại đâu. Facebook. Facebook này thì bên này đã phải nó lại rồi. Cái biểu tượng nó lại nó đã hiện rõ. Đó. Vừa rồi là cái bài test giữa hai cái sản phẩm này. Một sản phẩm này lên tới gần 15 triệu đồng là hàng chính hãng. Đối với hàng sách tay thì hiện tại vẫn chưa có nha. Các bạn cũng chỉ có duy nhất một lựa chọn đối với hàng chính hãng mà thôi. Còn đối với cái chiếc SE Knox này đang vừa có hàng. Với một cấu hình có thể nói là cực kỳ khủng khiếp như thế. Nó thắng cả cái chiếc S8 này luôn. Và có cái cấu hình rất là mạnh trong cái mức giá cực kỳ rẻ, chỉ khoảng hơn 3,5 triệu đồng. Và bên mình đang tặng rất là nhiều quà khuyến mại cho cái chiếc iPhone SE này. Thì anh em có ý kiến gì về hai cái sản phẩm này thì có thể để lại ở phần comment phía bên dưới. Và nếu như có nhu cầu về cả hai sản phẩm thì đừng quên truy cập vào website lungmobile.vn để tham khảo mức giá bán chi tiết cũng như là các chương trình khuyến mại rất là hấp dẫn đang kèm với cả hai máy nha. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi video. Giúp mình một việc nhỏ nhỏ đó là hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Mobile để nhận thêm những video mới nhất ở trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.